chào tất cả các bạn. Hôm nay mình để giới thiệu với các bạn cái một cái lô đất mình chính chủ bán nha các bạn. Đất của mình ha. Thì đây là con đường lộ 13 này các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đi vô cái lô đất của mình nha. Đây là lộ 13 nha các bạn. Đây là bên địa phận của Bầu Bàng nha. Thì sẽ dẫn các bạn vô từ ở ngoài đường quốc lộ đi vô khoảng là nó khoảng 50 mét thôi bạn, từ đường quốc lộ nha. Đi vô cái lô đất của mình bán là khoảng 50 mét. Thì mình đã phân lô ra cái diện tích mặt tiền nó được 80 mét nha bạn. Phân lô nó là mỗi lô là 5 mét nha. Rồi mình bán 5 mét là 200 triệu nha bạn. Thổ cư chỉ được 20 mét thôi bạn, 20 mét thổ cư thôi nha. Thì đây là đây mình sẽ dẫn vô các bạn đường mặt tiền Bờ Kinh nha. Đường đá, đường sỏi nha bạn. Đường đất đỏ sỏi nha. Đây đường đất đỏ. Đây rồi mình dẫn vô này. Thì cái mặt tiền này là nó đường này đường 7 mét nè các bạn. Đường này 7 mét ha. Đây mình hẹn các bạn coi. Đây là đường 7 mét nè. Đây có công trình đang xây dựng nè. Sát công trình này luôn nè các bạn. Cách quốc lộ 13 vô khoảng 50 mét. Đây có công trình quay vô nè. Nó quay làm quán cà phê hay gì. Đây là công trình. Công trình này đang xây. Thôi, để mình vô công việc chính đi ha. Mình quay cái lô đất của mình cho bạn coi. Thì đây là chính là cái lô đất của mình đó ha. Xét cái này nè, đây là đất mình nè. Cách quốc lộ 13 50 mét thôi. Đây, đó là cái xu đó. Để mình chạy vô cho bạn ha. Đây chính là cái lô đất của mình đây ha. Nó từ cái dòng mương, cái mương này nha bạn. Mương này cho tới đằng này ha. Thì mình phân lô ra mình bán nền nha bạn. Phân lô là 5 mét nha bạn. Đây là hết cái lô đất của mình nha. Đó, tới đây là hết này nè. Tới cái cục đá này nè. Đó, hết cái lô cao su này là hết nha bạn. Thì mình sẽ cái quốc lộ 13 xe đang chạy đó bạn. Thì cách cái quốc lộ 13 đó khoảng là 50 mét các bạn. Đây là đường mặt tiền Bờ Kinh ha, 7 mét nè. Đây là đường mặt tiền Bờ Kinh 7 mét nha bạn. Đó. Mình chạy nãy chạy ngược lên nó hơi chói sáng. Có đường dây điện là có đường dây điện sẵn ha các bạn. Đó. Có đường điện, có đường hàng hoàng hết ha. Đây là ha. Đây là cái lô đất của mình ha. Để mình quay chi tiết cho bạn coi trồng nó như thế nào. Chạy vô đó là cái lô cao su nha các bạn. Đây bắt cầu qua đây. Công trình này nó bắt cầu nó qua đây nó làm gì đây? Bắt cái cầu qua đất mình đây là cái rành đất của mình ha. Cái rành đất của mình từ đây ha. Đó. Nó dài qua hết cái phần kia ha. Thì nó là 80 mét nha bạn. Đó, thì mình sẽ quay coi nó dài bao nhiêu ha. Từ trên mặt đường đây. Từ cái mặt đường đất đỏ này nha bạn.
sâu vô tới trong suối luôn nha. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái suối này ha. Thì đi vô trong đây là nó vẫn là 50 mét nha bạn. Từ lề đường á, lề đường vô trong cái đây, trong cái con suối này rồi. Trong cái con suối này khoảng 50 mét. Thì phân lô là 5 mét nó vuông dứt nha bạn, 5 mét. Mỗi lô là 5 mét vuông dứt nha. Thì cái phía sau này thì nó hơi ẻo một chút, tại vì nó là con suối các bạn. Thì nó hơi ẻo ha. Cái giáp cái phía sau này thì nó hơi, nói chung là nó chỉ có một phía trên đây là nó ẻo vô nè bạn. Thì đó, thì mình sẽ những cái lô nào mà nó ít đi thì mình sẽ bớt tiền lại các bạn. Những lô mà nó dài như vậy nè. Đó, những cái lô này thì con suối nó ẻo vô đây nè bạn. Đây là nó, con suối đây nó ẻo lên đây, thì cái lô mà nằm ngay cái khúc này thì mình sẽ giảm tiền lại các bạn. Còn những cái lô mà nó dài xuống đây như ở đây á thì là 200 nha bạn. 200 một nền ha. Đó đây. Đó, tức là cái con suối đây bạn. Đây là cái bờ ranh cũng là con suối. Đó. Đây là chỗ nắng đó, thì phía này nó ẻo vô nè bạn. Cái con suối nó thì nếu mà bạn nào đầu tư hết thì các bạn mua nguyên hết cái vườn cao su này cũng được. Đó. Thì giá cả thì sẽ thương lượng sau ha. Còn nếu mà những bạn nào mà có ít điều kiện thì mình mua lô ha. Đây, cái chỗ này nó ẻo rồi. Su này cũng 5 năm rồi bạn. Su này 5 năm rồi nhưng chưa mở miệng, chưa cạo gì hết nha bạn. Chưa cạo ha. Đây là đất chính chủ của mình bán ha. Đó. Đây là cái con suối nè bạn. Đây là cái cột móc mà mình phân lô nè. Móc mà mình phân lô ra nè. Mỗi lô là 5 mét nha bạn. Đó, dài tới đây ha. Mình đi hết cái miếng đất của mình cho các bạn coi ha. Đây suối thì cũng nước thì cũng rất là trong ha. Không có bị ô nhiễm gì nha bạn. Đây. Cho bạn coi ha. Suối đây. Mình mua đất mà mình ở là rất là lý tưởng luôn các bạn. Mát mẻ, có suối này mà ha. Thích hợp cho những bạn sinh viên ở trọ. Số tiền đầu tư để mua một miếng đất để xây nhà ở hay mà. Lý tưởng luôn các bạn. Đây. Đây là cái ranh phía bên phải nha. Nhìn từ mặt tiền vô thì đây là ranh bên phải nha bạn. Đây là cái hàng cao su này, là cái sát mí cái ranh đất nha của mình ha. Đó, cái ranh của mình nó tới đây nè các bạn. Ranh của mình tới đây ha. Đó. Thì đó là toàn bộ cái miếng đất mà mình muốn chia sẻ để bán ha. Đây suối này bạn, zoom lên này, nước nó trong rồi bạn. Ngày nước rất là trong rồi, chưa bị ô nhiễm rồi bạn, chưa bị ô nhiễm gì nặng nha bạn. Nói chung cũng có ô nhiễm rồi nhưng mà chưa có bị đến nỗi mà nó quá nặng hay bạn. Đó thì đây là con suối này.
quay chi tiết cái mảnh đất mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ha. Mảnh đất của mình đây nó cái ranh này bạn, cái ranh đây nó lên đây, nó theo con suối nè, nó dòng xuống đây ha, dòng xuống đây nó lên đây, thì nó có cái khúc này nó bị ẻo lên nè, đó nó ra đây này nó thẳng ha. Còn cái ranh mà phía bên này thì nó thẳng nha bạn, cái ranh phía bên phải này thì nó lên đây là thẳng vuông dứt ha bạn, đó thẳng lên tới trên đây ha. Đây là cái cỏ này là cái mặt tiền đường ha bạn, đó đây là cái mặt tiền đường này bạn, đó tiền đường thẳng băng ha. Hai bên đây là hai phía ngang thì nó là nó thẳng ha bạn, chỉ có cái phía sau thì nó bị con suối này ha, con suối thì nó uốn lượn ha bạn, uốn lượn thôi. Thì giá thì mình để thì nó bằng nhau ấy mà, 5 mét chỗ nào thì nó cũng là 200 ấy bạn. Nhưng mà những bạn nào mà ví dụ như nằm ở cái phía này nó bị ẻo thì mình sẽ thương lượng lại cái giá ấy bạn, thương lượng lại cái giá để mà cho nó thích hợp thôi bạn. Đây ẻo vô khoảng chừng 4 mét hả bạn, ẻo vô khoảng chừng 3 đến 4 mét thôi mà ha. Đây khúc này ha, ẻo vô ngay khúc giữa đất ha. Cái miếng mà sát mặt tiền này thì ngon nhất nha, đó là cái xe chạy nè, đây là quốc lộ nữa bạn, đó quốc lộ xe chạy ha, cách quốc lộ khoảng cũng 50 mét thôi bạn, rất là lý tưởng để mua nhà để ở ha bạn. Rồi đây là cái mình sẽ quay cái ranh bên phía bên trái cho bạn coi. Đây. Đây là cái ranh bên phía bên trái cũng thẳng nha bạn. Đất này là bao tranh chấp luôn nha bạn. Đó, nó là cái ranh theo cái mương này nha bạn. Đó, thẳng lên tới đây ha. Cái mương này do cái ông bên chủ đất bên đây ông móc ha, cho nên là cái ranh đất của mình ở bên đây ha, nó nằm bờ bên đây là ranh đất của mình ha, nó dài xuống tới đây ha. Đây là cái ranh đất của mình, cái ranh nó từ cái bờ bên này, cái mương này bạn thấy, cái mương này, cái mương nó cái bờ đây ha. Đó. Cái bờ mương đây lên dài ha, dài lên đó, theo cái mương này lên đó ha. Hay cái hàng cao su này, nó không phải như bạn, cái hàng cao su nó xéo nha bạn, nhìn theo cái hàng cao su này nó xéo ha. Đó, cái hàng cao su này của mình nó thẳng lên đây ha, lên này đó, rồi nó thẳng kia này ha. Rồi. Phía bên kia suối là cũng một cái lô cao su ha, à, rất là mát ha. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng. Rồi mình ra mặt tiền quay cho bạn coi, quay cái mặt tiền cho bạn coi. Ê, cái mặt tiền có đường dây điện ha.
hạ thế xài thôi các bạn ha. Đây là mặt tiền, đường đất đỏ, đường sỏi ha, sỏi 7 mét nha các bạn. Đó, đây là bên đây là quốc lộ 13 ha. Khúc này không có con lươn nha các bạn, quốc lộ 13 ngay khúc này không có con lươn nha các bạn. Đó thì đây là cái tiền này sẽ quay chói nắng nha. Đó, đây là sẽ thông qua đường này, nó sẽ thông đi tới Phước Hòa hay là Tân Nguyên rồi đó, đi thông bên đó hay là đây cái đường điện các bạn. Đó, đây là cái đường điện ha. Rồi rồi, mình xin kết thúc video ở đây ha. Chào các bạn.